Chào tất cả mọi người đến kênh của thầy Trung. Hôm nay thầy Trung sẽ chia sẻ tiếp vấn đề về phong thủy nhà ở. Thì thầy năm nay thầy nói về cái chủ nhà cung khôn ha. Thì nam nữ gì cũng vậy ha, cung khôn. Thì cung khôn về bát quái thì nó đại diện cho là mẹ là vợ ha. Mà cái cung khôn thì nó thuộc về là hướng Tây Nam ha, hướng Tây Nam. Đó, mà cung khôn thì nơi cái hướng đó thì nó cũng là nơi là cái cung hôn nhân ha, là hôn nhân. Thì những người mà cung khôn mà hướng Tây Nam mà đẹp, nơi phương vị đó mà nó đẹp thì chúng ta được hôn nhân nó cũng đại cát. Còn mà hướng Tây Nam chúng ta mà nhà nơi cái góc nhà đó hay là nên mặt tiền đó hay hay là nơi một cái bên hông nó phạm vô thì vợ chồng thì ảnh hưởng rất là xấu hơn đó, đối về cái phương diện. Thì nói về chủ nhà cung khôn thì chọn hướng cung khôn thì nó thuộc dưới Tây Nam. Nếu mà chúng ta mà cái cung khôn mà chúng ta nó về mà chọn về cái hướng mà hướng chánh tây ha, ví dụ như chúng ta cung khôn nhưng mà nhà chúng ta xây về cái hướng hướng chánh tây thì chánh tây nó thuộc về là cung đồi, là cung đồi thì nó vượt cái vô cái hướng tốt ha, thì nó vô về thiên nghi ám nhà trời. Thì mình được cái hướng này thì gia đình vợ chồng thì nó cũng hòa hợp, được tiền tài của cải, con cái thì nó đông đúc, nhà cửa thì nói chung là vui vẻ sum vầy. Thì ai mà cung khôn mà được hướng về chánh tây thì ok ha. Còn nếu mà mình chủ nhà cung khôn mà nó hướng kiền, hướng kiền là hướng tây bắc ha, thì chúng ta tất cả nhà chúng ta thì bây giờ ai ta chúng ta phải phải dùng gì, dùng la bàn, tải cái la bàn hướng về coi mình cái hướng gì đó, là ai giờ cũng biết đó. Rồi mình xác định được gọi là cái để cái giữa nhà ha, giữa nhà nó coi cái hướng mình nó là thuộc hướng gì là mình biết liền ha. Rồi thầy nói gì cũng không mà hướng về hướng tây bắc thì nó cũng là hướng diên niên ha, diên niên là thuộc phúc đức thì đương nhiên thì cái hướng này nó cũng tốt ha, nó cũng cũng là hướng tốt. Thì về cái hướng tây bắc thì nó đại diện là cung cung kiền ha. Mà kiền thì đại diện là cho gì, là chồng, là cha, thì cái hướng này tốt thì những người con trai cha này nọ thì đương nhiên là nó tốt. Còn nãy thầy nói về chánh tây, chánh tây thì nó được cung đồi đại diện gì cái út, thì nếu mà cái hướng nó tốt đẹp đẽ thì con cái út thì nó sẽ phát, nó phát. Thì cái hướng này gọi là hướng tây bắc thì nó cũng vô gọi là nó là đắc địa ha, nó cũng tốt ha. Vợ chồng cũng hòa hợp gọi là thượng cát. Rồi chủ nhà mà cung khôn mà nếu mà chúng ta về cái hướng mình nó chánh bắc thì sao, nó hơi xấu nha. Tại vì ở chánh bắc cái đầu nó thuộc về con nhà đó là hướng tây tứ trạch thì nó vô cái hướng này nó cũng là xấu. Nếu mà vô cái này thì nó cũng bị nó bị phạm, thì hướng giờ này vô là tuyệt mạng ha, là tuyệt mạng. Tại vì cung khôn nó thuộc về thổ mà chánh bắc nó thuộc về thủy, thủy thổ thì nó khắc với nhau, nó khắc với nhau. Thì trên cái quẻ này thì nó cũng không được cho đẹp cho lắm ha. Mà nếu mà nó nó sẽ nếu mà xây nhà hướng này về thực tế thì nhà cửa thì dễ chủ nhà mình dễ bị mang gì, mang tai tiếng thị phi ha, rồi kiện tụng bệnh tật đó. Mọi diện thì nó đủ thứ chuyện ha, tại hướng tuyệt mạng mà không bệnh tật đau ốm thì mình trổ càng lớn, nơi đây mình mở càng nhiều thì nó quạ nó vô càng càng nhiều. Thì đối với người mà cung khôn mà đi mà về cái hướng gọi là chánh bắc là không không tốt ha. Chúng ta phải tránh. Thứ nhất nếu mà nhà ta mà chánh bắc thì đương nhiên nếu mà có cái dùng phương pháp đảo sơn cũng được ha. Đảo sơn đây là cái gì, đảo tức là nó mình phải đảo là biết là ngược rồi ha, đảo làm đảo lại với mình trút xuống mình quay ngược lại. Mà đảo sơn thì dùng gì, thì dùng gọi là kính kính chiếu thủy, kính chiếu thủy thật là to mình treo để cái hướng của mặt tiền của mình là cái hướng gọi là chánh bắc nó sẽ xây nó xây. Nhưng mà chánh bắc đây thì là cái đảo sơn này thì nó không hợp, nếu mà chánh đông nó còn đảo sơn được, chánh bắc thì nó không đảo sơn. Nếu mình đảo sơn lại thì nó là chánh nam, chánh nam thì nó cũng đông tứ trạch thì nó cũng không không tác dụng. Chừng nào nhà mà gọi là chánh hướng đông thì đảo sơn được. Rồi thầy nói tiếp cung khôn mà chúng ta nó mình mạng mình cung khôn nhà mà bây giờ lỡ gì nó hướng đông nam thì sao, hướng đông nam thì sao, thì nó cũng là xấu
nó vô là ngũ quỷ. À, chúng ta biết là ngũ quỷ rồi. À, ngũ quỷ thì nó đủ thứ chuyện ha. À, nhà từ trên tới gặp gọi là tai họa liên miên, bệnh tật đại hung. À, tiền của nó hao tán, à, nhà thì là trên không thuận dưới không hòa. À, vợ chồng chửi lộn với nhau hòa. À, chửi lộn với nhau ta nói là giống như là ngày nào không chửi lộn thì không ăn cơm. Là cái hướng ngũ quỷ. À, thì hướng ngũ quỷ đây thì cái phương pháp để mà hóa giải cái hướng ngũ quỷ thì chúng ta dùng có thể là thì đông nam thì có để đảo thể là đảo sơn được, dùng kính chiếu thị đảo sơn thì hướng, tại vì đông nam thì nó đối diện với là cái gì, à đông nam nó đối diện với hướng tây bắc, à, tây bắc thì nó tây tứ trạch, à, thì đảo được, à, đối với cái những người mà à, cung khôn mà hướng gọi là nhà là à, đông nam ha, thì đảo sơn được. À, ngoài ra thì chúng ta có thể dùng những có thể là treo những cái hình mà gọi là à, cái thước bản hay là những cái gọi là hình của chúng ta thỉnh về gọi là tại thiên đại thánh, à, chúng ta trấn giữ cũng được, tại hướng ngũ quỷ đây dùng là tại thiên, à, để dẹp quỷ dẹp loạn ha, thì cũng được, à, cái đó về phong thủy nhưng mà quá giải thì nó đỡ thôi, giống như giặt vô tới nhà chúng ta cứ đánh cái chống hoài thì tuy rằng nó chỉ là nó khắc chế lại chút thôi ha, nhưng nó cũng không tốt đó. Rồi thì nói về cái nếu mà cung cung khôn á, thì nó có được bốn hướng tốt và bốn hướng xấu. Bốn hướng tốt thì thứ nhất là chánh tây, tây bắc, tây nam và đông bắc là những cái hướng đó là hướng đẹp cho những người mạng cung khôn. Còn là bốn cái hướng ngược lại là thí dụ như là chánh nam, chánh bắc, chánh đông và đông nam, bốn hướng đó là cực kỳ xấu cho cái chủ nhà, chủ nhà gọi là mạng cung khôn. Thì chúng ta biết thì chủ nhà cung khôn thì chúng ta phải lựa cái miệng lò, cái đó thầy nói về cái phương hướng của mình đã bị xấu rồi, nhưng mà cái miệng lò nữa ha. À, thì bây giờ cái miệng lò thì đặc biệt chúng ta muốn cầu tài thì đối với cái người thì mà muốn chọn cho mình được cái tiền tài thì đương nhiên là cái miệng lò của mình phải xây về hướng là chánh tây là tốt nhất ha. Rồi thứ hai, miệng lò xây về hướng là tây bắc, thứ ba là hướng tây nam, thứ tư là hướng đông bắc ha. Thì trong bốn hướng đó là gia đạo mình nó được gọi là yên vui. À, chứ mà chúng ta miệng lò mà chúng ta xây về mà bốn hướng gọi là chánh nam, chánh bắc, chánh đông và đông nam là xấu nha. Nó ngoại trừ mình làm không được tiền. À, cái miệng lò là nhiều người cũng chưa biết hiểu gì cái miệng lò là cái gì. Miệng lò là ngày xưa là cái lò mình, cái lò củi đó mình nấu, mình đút vô đó, đút vô cái miệng lò mình nấu đó. Bây giờ mình bếp ga thì mình không nhớ, mình không hình tượng được, nhưng mà cái miệng lò mình thì thường thường nó là nó song song với là cái lưng của mình. Miệng lò với mình đứng nấu lúc nào cũng đối diện với là cái miệng lò. À, mình đút củi vô đối liền thì đương nhiên cái miệng lò thì nó là cái hướng của cái lưng của mình, à, nó ngược với lại cái hướng của cái đứng mình nấu ha. Cái mặt mình quay vô thì nó ngược lại cái miệng lò, nó ngược lại cái đối diện với cái mặt của mình, à, mà nói cho dễ hiểu thì đương nhiên cái miệng lò là cái hướng lưng của mình ha. Thì những người mà tây tứ trạch thì đương nhiên phải quay về cái hướng tây, miệng lò cái tây thì hướng mới cầu tài được. À, thì thầy nói thường một cái bếp nó một cái bếp mà nó tốt đại cát đó, thì đương nhiên là mình thứ nhất nhà mình đúng hướng, thí dụ thầy nói nhà mình thí dụ như là cung khôn thì giờ mình chánh tây, thì nhà chánh tây thì đương nhiên cái bếp mình đặt ở chánh đông, à, chánh đông là thuộc hồi nãy thầy nói là nó dựa cái hướng tiệt mạng, thì mình chấn cái phương đó mình xấu xuống là mình đặt cái bếp đó, à, là ok tốt 50%. Rồi cái miệng lò của mình đứng, à, là mình xây lưng ra đường mình nấu là ok, à, là cái bếp rất là đúng đối với người mạng cung khôn. Có những người thì không phải vậy ha, thí dụ như cái nhà mình cũng gọi là hướng chánh tây nhưng mà đôi lúc khi cái bếp mình xây ngang lại ha, nó xây ngang cái đầu xây về cái hướng gọi là chánh nam hoặc chánh bắc là chết luôn cái miệng lò đó là xấu ha. Bếp lò đặt đúng và miệng lò xây đúng là mới là đại cát. À, chứ chúng ta thường thường mà cái bếp lò đặt đúng mà miệng lò xây sai thì nó cũng đã sẽ bị hung, à, nó bị treo. Rồi chúng ta miệng lò xây đúng mà bếp chúng ta đặt sai thì cũng chiết giảm rất là nhiều, à, nó cũng rất là lộn xộn. À, thì thường thường một ngôi nhà, à, thầy chung ở đây là rất là kinh nghiệm vấn đề mà gọi là về cái miệng lò nha, với lại cái bếp lò chỗ đặt nha. Đặt bếp lò là nó ghê lắm đó, chứ không phải đâu chúng ta đặt. Thì thường thường chúng ta thì là mỗi người là đều có bốn cái hướng tốt và bốn hướng xấu. Mà bốn cái hướng xấu á đối với cái cung khôn là một là chánh đông, hai là chánh bắc, ba là chánh nam, bốn là đông nam. Thì bốn phương đó bắt buộc chúng ta trong nhà chúng ta phải đặt cái bếp phải bốn hướng đó, chấn bốn hướng đó xuống. Tại vì cái hướng đó là hướng ngũ quỷ, hướng đục sát, hướng hòa hại, hướng tuyệt mạng. Là chúng ta dùng cái bếp lò ông táo chấn ngay cái phương đó, đốt cháy nó đi để quá hung thành cát. À, còn những cái hướng tốt của mình là mình phải trổ ra. Thứ nhất là một là mình trổ cửa chánh, hai là mình trổ cửa sổ để mình nhận khí.
Mà đối với Cung Khôn là một là chánh tây, hai là tây bắc, ba là tây nam, bốn là đông đông bắc. Đó, thầy chia để đó thực hiện. À, một cái người á, chúng ta thường thường là cái bếp mà chúng ta không sửa thì chúng ta nghèo hoài nha. Cái này nó nhà lộn xộn hoài, bệnh tật đau yếu nữa. À, đối với người già, à, người già chúng ta mà cái bếp chúng ta mà cứ không không xây đúng một cái, nhà bệnh đau ốm hoài luôn, ốm liên miên luôn, nó hao tài còn nhiều hơn nữa. 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu, hàng trăm triệu đổ vào bệnh tật. Đó. Ông Táo là cái sức khỏe ha, cái sức khỏe rất là quan trọng. Đó. Thầy nói về những cái chủ nhà Cung Khôn các bạn. Đó. Thì bây giờ ai là Cung Khôn? Đó. Thì chúng ta đã biết rồi ha, mình phải tự mình biết mạng cung gì lấy cung phi nha, không được lấy cung mạng nha. Coi bát quái là xem cung phi. Đó, coi chủ nhà mình coi. Đó. Coi xem coi bây giờ hiện giờ cái bếp lò mình xây ở đâu, đặt ở đâu và hướng. Thì nhớ lúc nào mình phải để gọi là để giữa tâm nhà nha. Mình chọn hai đường chéo để tâm nhà nha. Để chấm được tâm, thí dụ như đối với hình chủ nhật, hình vuông thì rất là dễ nha, hình nhật. Còn đối với những nhà hình chữ L, miếng đất nó xéo thì chúng ta nó cũng hơi khó ăn. À, đối với người thầy người ta mới tìm được cái tâm. Còn đối với người bình thường thì đây thì nó cũng rất là khó ăn. Ví dụ nhà có chữ L, miếng đất mình chữ L thì cái tâm mình nó đương nhiên nó không có nằm ngay chính giữa nhà đâu, nó sẽ lạc bên đó. Đó. Chữ L hoặc là hình tâm giác hoặc là hình thôi, hình thang. Có rất là nhiều ha, thì chúng ta phải xác định, phải cho rõ rồi chúng ta mới tìm được, chúng ta mới định hướng được cái phương hướng cái cửa mình. Thì nhà của mình là thường thường ở nhà thì đất nó vuông nhất là đẹp ha, hình chủ nhật mình nó vuông nhất là đẹp, nó hậu là ok. Chứ nhà chúng ta mà thường thường mà nó chỗ nào mà nó lồi nó lõm, nó mất chỗ này nó bị lồi chỗ kia thì nó ảnh hưởng, chỗ nào nó bị khuyết vô thì ảnh hưởng nơi đó. Thì thường thường bắt quái thì nó có tám hướng, càng khảm cấn chấn khôn đi đòi thì nó đại diện cho tất cả ngôi thứ của người. Thứ nhất là cung càng đại diện cho cha, cung khôn đại diện cho mẹ, cung tốn là gọi là trưởng nữ, ví dụ vậy đó, nó nhiều lắm. Cung ly gọi là thứ nữ, thứ nữ. Cung đòi là gái út. Thì tất cả những gì mà nó khiếm khuyết vô đâu, ví dụ như nó khiếm khuyết về cái gút ở cung đòi ở chánh tay đi, ví dụ chúng ta bị lõm vào thì nó ảnh hưởng gái út, nó là như vậy đó, về phong thủy. Rồi thầy Trung chia sẻ tới đây về những người mà mạng cung khôn ha, nhớ đón xem. À, cái này thầy Trung chỉ gợi ý thôi. À, chúng ta xem để chúng ta biết ít nhất nó phạm, biết cái sai gì. Có những người thì đương nhiên thầy tới thì đương nhiên thầy chỉ tỉ mỉ nó chính xác hơn. Nhưng mà thầy nói ở đây là chúng ta đã có tham khảo, biết cái bếp mình hiện giờ nó có sai. À, thì cũng mình chỉnh sửa lại nó cũng đúng, ít nhất là cái miệng lò. Ha, rồi chúc tất cả mọi người mạng cung khôn phải nên xem cái clip này. À, rồi coi tự coi cái bếp mình, à, cái nào mà khó hiểu quá ha, thì này nọ. À, chúng ta tỉ mỉ thì chúng ta phải kết Zalo với thầy ha. À, thì thầy xem. À, còn cái này là chỉ thầy là nói ý, chúng ta cũng có thể là ai mà thí dụ như là cái gọi thông minh ha, thì ta hiểu hết. Rồi còn đối với những người thì nói chung là cũng hơi ấy, thầy khi những người tới nhà thầy nói thầy giải thích, còn người đó còn không hiểu nữa, nó là như vậy đó ha. Rồi thì chúng xin chào và hẹn gặp lại, chúc mọi người có một cái bếp ha, một cái hướng nhà chọn cho tốt. À, hướng nhà là điều kiện cần để cho mình là làm sắp xếp những cái bố cục của căn nhà từ cái bếp lò này nọ cho nó đúng. Chứ nhà mà chúng ta mà hướng nó nghịch một cái ha, thì đặt bếp lò này nọ bắt đầu nó rất là phức tạp. Bởi chúng ta thứ nhất là phải chọn hướng trước, cái hướng là điều kiện đầu tiên, là điều kiện cần đủ, bắt đầu từ từ mới sao hả, đủ mà toàn toilet, bếp lò, cầu thang, phòng ngủ này nọ, nhà phòng thờ nó đầy đủ hết đó. Chúng ta vậy ha, chúng ta thường thường ít nhất là chúng ta phải, bây giờ mình phải biết mình là tuổi gì, mạng gì, cung gì, là đất được ai mình cũng phải biết, mình sinh năm mấy, mạng gì, cung gì, tuổi gì là mình phải biết, là cẩm nang hướng hợp mình là hướng gì, hướng xấu mình là hướng gì. À, rồi để chúng ta có thể là mua gì miếng đất. Bởi cái nhà thí dụ như ông bà của mình ở thì cha mẹ mình hợp, tới đời mình cái mình không hợp hướng đó thì đương nhiên mình không làm ăn được. Bởi trạch giận thì không một miếng đất nào mà nó đại cát suốt đời, mà nó cũng không thể nào xấu suốt đời. Trời đất thay đổi thì con người thay đổi, thế hệ thay đổi thì cái cục đất nó cũng sẽ phát lên. À, chúng ta đừng có lo ha, cái nhà nào nó cũng vẫn vậy đó. Rồi thì chúng xin chào và hẹn gặp lại cái bài nói lần sau về những cái tuổi tiếp theo, về cái thí dụ như là tới cái là cung ly ha, cung ly, cung chấn, đầy đủ hết.